Chào mừng đến với không gian ngoài trời mới mẻ và hợp thời của những tiệm cắt tóc mùa dịch Covid-19. Một chủ tiệm cho rằng không gian mới này thật tuyệt. Giữa lúc khó khăn trong mùa dịch, các tiệm làm tóc không còn sự lựa chọn nào khác. Họ phải chuyển sang cắt tóc ngoài trời hoặc chấp nhận việc kinh doanh sụt giảm. Ý tôi là hãy nhìn chỗ này đi. Thật tuyệt vời. Chúng tôi có âm nhạc và có mọi thứ chúng tôi cần ngay tại đây. Trước khi có sự thay đổi này, các tiệm cắt tóc phải đối phó với những quy tắc COVID thay đổi liên tục. Yêu cầu đóng cửa, rồi cho phép mở cửa, rồi lại tiếp tục yêu cầu đóng cửa và giờ đây cho phép cắt tóc ngoài trời. Một chủ tiệm cho biết, họ chỉ làm những gì có thể, hoặc cố gắng, hoặc bị nhấn chìm, và họ đã vượt qua. Anh cho biết, nhóm của anh đã chuẩn bị trong vòng 1 tiếng rưỡi và họ mang mọi thứ họ có ra ngoài này. Họ có thể cắt tóc hay tạo kiểu không vấn đề gì, nhưng vẫn sẽ có một số hạn chế. Khi phóng viên hỏi liệu họ có thể nhuộm highlight hay làm tất cả mọi dịch vụ ở đây, thì một chủ tiệm trả lời rằng họ không thể nhuộm và đang tìm cách để dọn ghế gội đầu ra ngoài trời. Tuy nhiên, khách hàng có vẻ thích không khí ngoài trời này. Làn gió và khí trời ở đây có thể ngăn chặn sự lây nhiễm coronavirus và tôi nghĩ điều đó thật tuyệt. Việc được dời ra đây khiến họ rất cảm kích và họ sẽ cố gắng làm mọi thứ để duy trì việc kinh doanh và nuôi sống cho gia đình.